Vụ xe chở công nhân tông vào hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ, tài xế khai nhận do mất phanh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An cho biết, chiều ngày 6 tháng 6, tài xế lái xe chở công nhân tông nhóm xe máy đang chờ đèn đỏ ở Long An chiều cùng ngày đã đến trình báo khai là xe bị mất phanh. Tài xế là Trần Kim Thức, 64 tuổi, gây tai nạn tại ngã tư Bình Nhật, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Hậu quả làm hai người chết, nhiều người bị thương. Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D có giá trị đến ngày 16 tháng 6 năm 2025. Xe có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hát, chú tại thị trấn Cai Lệ, Tiền Giang, có đăng ký kinh doanh vận tải và lắp thiết bị giám sát hành trình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 6, xe ô tô loại 35 chỗ, biển kiểm soát 63B 00063 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An, khi đến dốc cầu Bến Lức, xe ô tô chở công nhân mất kiểm soát và đã tông vào dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhật.